kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về thiên cơ chuyển hóa chuyển kiếp người lánh nạn từ đây tiết già chia sẻ tại sao tết năm nay mà không có thấy cái gì vui hết các bạn thấy không từ đầu năm tới bây giờ tiết già không có mê tín dị đoan nha các bạn cho nên tiết già chia sẻ cái nào đúng cái nào mà giống như trong sấm truyền chứ còn để mà nói theo những cái chuyện mà gọi là ngày tết mà vui sai vui xưa gì đó không biết. Sai xưa chừng nào á là nó càng khổ chừng đấy, cho nên mình phải bước vào đường tu. Tại vì cái cơ nó đã chuyển rồi mà mình vẫn còn theo cái cũng như là à, cái tục lệ của nhân gian á giống như là chén anh chén em gì đó rượu chè bé bé gì nói chung là thì mình tự làm khổ lấy mình thôi đó là tiếng già chia sẻ để các bạn nào có hữu duyên đến với cái con đường mà gọi là tu học nè con người chúng ta nè xuống trần là đã bao phen mà vật lộn với cái cảnh đời rồi nó cái cảnh đời là nó hàng ngày hàng ngày mà nó trôi đi trôi đi luôn nhất là những ngày tết nó còn trôi gắt trôi nhiều nữa những cái cảnh đời mà hả ngày tết nó dập nhiều luôn các bạn thấy không với cái cảnh đời mà chúng ta đã rớt xuống là cái biển mê này là quá là đau khổ rồi mà bây giờ á, là chúng ta không chịu thoát ra nữa thì không biết bao giờ đó các bạn cái mai duyên á là cho chúng ta là gặp cái kỳ ba tức là tam kỳ phổ độ ân xá để tiến hóa nhất là được cái thân người nè các bạn rồi đến tới người mà gọi là giống như là à, đầu đội trời chân đạp đất tức là mình đến tới cái được cái thân người này là đầu mình đội trời chân mình đạp đất rồi mình được cái tánh linh mà giác ngộ để tu hành nó mà đến đây á, là cũng như là mình không hiểu đó các bạn rồi mình cứ hơn thua hoài mình hơn thua rồi á, đến ngày giờ đã đến thiên cơ chuyển hóa để cho cái kiếp sanh làm người tu mà lánh nạn tay đó mà mình không chịu mình cứ lo vui sai đúng không các bạn cái Tết này nó rất là lạ nè, năm 2024 này con người phải chịu chung mà gọi là đồng nạn trong quả địa cầu. Nó tại cái năm nó là như vậy. Cho nên nếu như giờ mình chia sẻ về vấn đề mà vui sai, tiền bạc nhiều á thì coi như cái đường tu mình sẽ kém cho nên tiết già chia sẻ về cái đường tu. Nó bình thường á thì coi như con người mình nhìn nó anh hùng lắm mà đụng chuyện á thì miệng giấy lâm râm. Đó các bạn thấy không? thì cái chuyện đó là của người ta mình không nói nha nó mình chỉ hả phân tích ra để mình hả giống như mình tu cho nó vững thôi thiên cơ đang chuyển người tu hành á là theo từng nấc thang mà tiến quá nha các bạn cái kỳ ba này đó mà có số người cứ lo hơn thua để rớt xuống nó rất là ổn đó các bạn cái thời kỳ này á là cái thời kỳ chuyển quá chuyển để quá độ chúng sanh nhất là có một số người cứ tranh cãi hoài phật giả phật thật tu giả tu thật tu đúng chánh pháp tu không gì đó đúng không các ngài ở đâu không thấy mà nói hoài đó không tu làm sao mà thấy được các ngài đang ngự trong tâm thanh tịnh của mọi chúng ta nè các bạn mình không giữ được cái tâm thanh tịnh thì làm sao mà thấy được bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi chẳng cần hạ giới giọng cao ngôi bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi chẳng cần hạ giới giọng cao ngôi sang hèn trói mặt tâm là quý tâm ấy tò sen của lão ngồi nói chung là những cái bài sấm giảng sẽ nói rất là giống nhau luôn đó các bạn mà mình à, À, kiểu như là mình cứ chờ thời chờ cũng như là chờ hoài không thấy đúng không các bạn nhưng mà kỳ này sẽ thấy nó sẽ thấy rất là rõ luôn tam kỳ phổ độ là quyền pháp để cũng như thực thể cái cái thuần chánh mà cứu thế đó các bạn đã tới rồi cho nên cái kỳ này á, gọi là cái thiên cơ mà nó chuyển hóa này á là các bạn thấy cái năm 2024 này là mình thấy luôn nha các bạn mà cái tam kỳ phổ độ này á là quyền pháp mà đạo thực thể để cứu toàn thể nhân loại. Tại vì mình không biết không thấy vì kỳ ba đã chấm dứt nên cũng như là nhân loại phải trải qua cái cuộc thử thách mà gọi là sàng sảy lọc lừa, sàng hoài luôn các bạn thấy không, không có ngừng. Cho nên từ đây sắp tới coi như là mình ngày Tết đó, là mình giống như là mình theo cái phong tục uh, tổ tiên ông bà mình. Cúng lại trong gia đình mình như là qua quả gì đó Rồi à, mình cũng như cố gắng là bớt cái vấn đề gọi là cái gì Gọi là vui chơi đó các bạn Cái kỳ này bất ngờ luôn Cái sự hiển linh đó, thọ quy điều trước đài con dạy dưới đạo kỳ Cuối lại trời cha độ con tạo thế nhân hòa Trời nam xây dựng vũ tò dạng linh nó ráng tu để xây dựng lại cái nước nam là đất thánh đó các bạn cho nên hả độ làm sao mà độ cho con mà để tạo thế nhân hòa nó người mình làm người là mình phải hả dụng cái chữ hòa Chứ không phải mà dùng cái chữ Mà gọi là nghịch đó các bạn Cho nên hả mình sẽ xảy ra những cái chuyện Nó cứ tới hoài luôn á các bạn Không có chịu dừng là cái lý do này Tiết già chia sẻ thêm như thế này nè Trước khi xây dựng mà lập đời lại Thì nhân loại phải chịu trải qua Cái sự rung chuyển khủng khiếp nha các bạn Trong cái năm 2024 này Tức là Tiết già chia sẻ gấp gấp Để mình tu Để lánh nạn từ đây tu Để dọn mình đón hồng ân ban cũng như là tặng cho tất cả nhân loại bước vào thượng quân nó chứ không phải là à, tết để mình giống như mình vui sai mình vui sai như vậy là mình hưởng được cái phước đâu thiết già chia sẻ để cũng như là các bạn hưởng được cái phước trời ban chứ không phải là cái vấn đề mà gọi là tết thì à, à, nói chung là hả à, cái cái phong tục tập quán mỗi quốc gia nó khác nhau cho nên tiết già cũng không có bàn tới nữa tại vì cái cơ nó đã chuyển rất là nhanh rồi cho nên mình phải hả con đường tu mình phải vững mạnh để mình hưởng phúc trời ban cảnh vật êm đềm thần tiên tại thế không còn kẻ hơn thua tại vì cái kẻ hơn thua này là từ từ coi như là bỏ lên cái sàn là sàn hết luôn đó các bạn vì cái thời kỳ nó đã gấp rút rồi cho nên mình phải dọn mình trong sạch đón ân thiên Thiên đạo ráng lo gấp phổ truyền Cho cả chúng sanh nơi thánh thiện là ngày các trẻ đạt ngôi tiên Bởi vì tại sao có những người mà đến thế gian này Mà các bạn thấy người ta sướng như tiên vậy đó Người ta ở trong nhà không có làm gì hết luôn Mà người ta rất là đẹp luôn các bạn thấy không nó còn mình tại sao khổ như vậy cho nên tiết già chia sẻ để cũng như mình tiếp tục cái đường tu để coi như hả mình sẽ hưởng cái cảnh mà giống như là thần tiên tại thế đó các bạn tại vì sao tại vì tuyết tiên nói hạnh học trò tiên hạnh đạo chí tâm đáng nữ hiền cái tuyết tiên này á là cũng như là hả cái nói cho cái hạnh mà cái những người mà có chí tâm mà những người mà hả đáng cũng như là cái đạo hạnh chứ không bao giờ mà À, cái tiết tiên này mà để cũng như dành cho những người hung ác hung dữ hơn thua hết á hiệp sức diệu thê cùng chí tính quăng dương đại đạo hưởng ân thiên kỳ này là coi như nó vô luôn đó các bạn tức là tiết tiên á là biểu tượng á các bạn đây là cũng như là dịch ra là như là cũng như cái biểu tượng là cái nền móng để tiếp nối cho cái cái người học trò đó là cái người học trò hiếu hạnh đó các bạn cũng như bây giờ mình không có còn say mê trần thế nữa mình không có còn ham rượu thịt không có còn ham trai gái cũng không có còn mê tiền bạc vật chất nữa rồi hả mình theo cũng như là hả cái tuyết tiên này là hả một cái biểu tượng một cái nền móng này để cũng như là hả tiếp nói cho các, như những cái học trò nào mà à, có đạo hạnh đó các bạn đó tiết già chia sẻ để hả, các bạn nghĩ rằng là mình không có còn cầu khẩn nữa mà mình chỉ cần bước tới đường tu là mình hưởng được một cái phước mà gọi là thần tiên tại thế luôn đó các bạn tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước kịp vô cái thời kỳ mà gọi là chuyển quá để coi như bước lên những cái nấc thang mà gọi là à, từng nấc nấc thang mà hả thăng tiến của cái nhân loại mà để tu học trong cái kỳ ba video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo